Thân mến, chào các em. Rất hân hạnh được gặp các em trong chương trình bổ trợ toán đại học. Ở buổi học trước, cô đã giới thiệu với các em về đổi biến. Chúng ta chưa học bài đổi biến trong tích phân bội 3 mà chúng ta đã học tính tích phân bội 3 trong tọa độ đề cát. Và cô đã cho các em rất nhiều các ví dụ về tính tích phân bội 3 trên miền đã chỉ ra, trên miền chưa xác định các cận và các em phải xác định cận. Và các em cũng đã làm các bài toán tính thể tích của vật thể bằng cách dùng tích phân bội 3 trong tọa độ đề cát. Bài học hôm nay thì đầu tiên cô sẽ giới thiệu với các em về đổi biến tổng quát trong tích phân bội 3. Và sau đó cô sẽ giới thiệu với các em một trường hợp đặc biệt của đổi biến tổng quát, đó là đổi biến sang tọa độ trụ. Bây giờ cô mời các em xem đổi biến tổng quát trong tích phân bội 3. Trước hết chúng ta sẽ ôn lại một cái bài tập trong tọa độ đề cát. Tính tích phân của cái hàm là XYZ trên miền Omega. Omega là một cái hình hợp công. Cái hình hợp công như sau. Omega là tập hợp tất cả các điểm XYZ thuộc R3 thỏa các điều kiện X lớn hơn hoặc bằng 1, nhỏ hơn hoặc bằng 2, Y lớn hơn hoặc bằng 1, nhỏ hơn hoặc bằng 3X, Z lớn hơn hoặc bằng X và nhỏ hơn hoặc bằng 2XY. Bây giờ ta gọi Omega là một cái hình hợp công. Với cái cận đã xác định như trước, cận đã đề đã cho trước như vậy, thì các em sẽ tính tích phân này rất là nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ viết lại tích phân luôn. Ta có tích phân bội 3 XYZ trên miền Omega sẽ bằng, đây là cận của biến X, tích phân từ 1 đến 2 DX, tích phân từ 1 đến 3X DY. Tiếp theo, tích phân từ X đến 2XY, XYZ DZ. Các em sẽ, bước thứ nhất, các em tính tích phân theo biến Z. Nếu mà tính tích phân theo biến Z thì X nhân Y được xem là hằng số. X nhân Y là hằng số là viết lại. Z ở đây sẽ có nguyên hàm là Z bình phương trên 2. Z bình phương trên 2, các em thấy cận trên là 2XY, tất cả bình phương trên 2 là bằng 2 nhân X bình nhân Y bình, trừ thấy cận dưới là X bình phương trên 2. Cô viết lại tích phân. Tích phân từ 1 đến 2 DX, tích phân từ 1 đến 3X, X nhân Y. X nhân Y ở đây là chúng ta viết lại. Và đây là đáp số của tích phân theo biến Z. 2X bình Y bình trừ X bình phương trên 2. Đó là đáp số của tích phân theo biến Z. Bước thứ nhất là tính tích phân theo Z đã xong. Bây giờ qua bước 2, chúng ta tính tích phân theo biến Y. 2X mũ 3, X nhân 2X bình phương là 2X mũ 3. Các em viết lại. Y mũ 3 sẽ có nguyên hàm là Y mũ 4 trên 4 trừ X nhân X bình phương là X mũ 3, viết lại. Y sẽ có nguyên hàm là Y bình phương trên 2, chia 2 này nữa là Y bình phương trên 4. Đó là nguyên hàm theo biến Y. Tích phân từ 1 đến 2 DX được viết lại. 2X mũ 3, Y mũ 3 nguyên hàm là Y mũ 4 trên 4. Đơn giản với số 2 ở đây sẽ là Y mũ 4 trên 2. X mũ 3, đây là X mũ 3. Y mũ 3 này nguyên hàm là Y mũ 4 trên 4. Các em đơn giản số 2 Y 4 trên 2 viết lại. Trừ X và X bình phương là X mũ 3. Để đây, Y sẽ có nguyên hàm là Y bình phương trên 2, chia 2 nữa là trên 4. Và cận của Y là 1 đến 3X. Bây giờ các em sẽ thế cận lấy tích phân của biến Y. Chúng ta sẽ thế cận trên vào trước là thế 3X vào. 3X tất cả mũ 4. 3 mũ 4 là 81, X mũ 4 trên 2. X mũ 3 giữ nguyên, các em thế vào Y bình phương. 3X tất cả bình phương là 9X bình phương. Và thế cận dưới, thế 1 vào Y, chỗ này sẽ là 1 phần 2, X mũ 3 thì vẫn giữ nguyên. Thế vào đây,
1/4. Giờ cô sẽ viết lại đáp số của tích phân theo biến y. Tích phân từ 1 đến 2, thấy 3x vào sẽ là 81/2. X mũ 4, x mũ 3 ha, được viết là x mũ 7. Vị trí thứ hai, 3x tất cả bình phương là 9x bình phương. 9/4 trừ 9/4 viết lại. X mũ 3 nhân với x bình phương là x mũ 5 trừ 9/4 x mũ 5. Các em thấy cận dưới vào đây sẽ là x mũ 3 trên 2. X mũ 3 trên 2 trừ x mũ 3 trên 4, y là bằng 1, là sẽ bằng x mũ 3 trên 4. À, tuy nhiên chúng ta thấy cận dưới là phía trước phải có dấu trừ, trừ x mũ 3 trên 4. Như vậy là tính tích phân theo biến y ở bước 2 đã xong. À, bây giờ bước cuối cùng, các em sẽ tính tích phân theo biến x. Ở đây cô viết lại tích phân theo x. Các em lấy nguyên hàm 81/2, x mũ 7 có nguyên hàm là x mũ 8 trên 8, là x mũ 8 trên 16, trừ 9, x mũ 5 có nguyên hàm là x mũ 6 trên 6. À, 6 x 4 là 24, đơn giản với 9 là 3/8, trừ 3/8 x mũ 6, trừ x mũ 4 trên 4, trên 4 là x mũ 4 trên 16, thấy cận từ 1 đến 2. Kem thấy 2 vào x, thấy 2 vào x, và trừ cho thấy cận dưới vào, thấy 1 vào x, và đáp số của bài toán sẽ là 10.131/8. Ví dụ vừa rồi là các em vừa ôm lại tính tích phân bội 3 trong tọa độ đề cát với omega là một hình hợp cong. Bây giờ chúng ta sẽ qua đổi biến tổng quát trong tích phân bội 3. Giả sử một cái tập đóng rê của không gian UV omega được biến đổi vào tập đóng omega của không gian XYZ nhờ vào công thức sau đây. X bằng X theo UV omega, Y là một hàm theo các biến UV omega, Z là một hàm theo các biến UV omega. Đây là các hàm khả vi liên tục, là bản thân các hàm số liên tục và các đạo hàm riêng của chúng cũng liên tục. Và các hàm XYZ phải thỏa điều kiện sau đây trên miền R. Điều kiện là Jacobi của các hàm XYZ phải khác không với mọi UV omega trên miền R. Định thức Jacobi được viết như sau. Chữ G này, ký hiệu này là viết tắt của chữ Jacobi. Đó là bằng, các em có thể viết ký hiệu là DXYZ trên DUV omega, đạo hàm của các hàm XYZ theo các biến UV omega. Đây là một định thức cấp 3. Dòng thứ nhất, đạo hàm của X theo U, đạo hàm của X theo V, đạo hàm của X theo omega. Ở đây là các đạo hàm riêng. Dòng thứ hai là đạo hàm riêng của y theo u, đạo hàm riêng của y theo v, đạo hàm riêng của y theo omega. Dòng thứ ba, đạo hàm riêng của z theo u, đạo hàm riêng của z theo v, đạo hàm riêng của z theo omega. Đạo hàm của x, đạo hàm của y, đạo hàm của z theo các biến lần lượt là u, v, omega. Điều kiện để đổi biến tổng quát. Công thức đổi biến tổng quát được áp dụng là Jacobi phải khác không với mọi UV omega thuộc miền R. Định thức vừa nêu được gọi là định thức Jacobi của các hàm XYZ. Và khi đó chúng ta sẽ có công thức đổi biến trong tích phân bội 3 như sau. Tích phân bội 3 của hàm FXYZ, DX, DY, DZ trên miền omega được đổi sang tích phân bội 3 trên miền J. Trên miền J
là cái miền chúng ta xét trong mặt phẳng UV omega. Còn omega là cái miền trong mặt phẳng XYZ. Chỗ nào có X thì các em thay bằng hàm theo các biến UV omega. Thay bằng X theo UV omega. Chỗ nào có Y, Y thì các em thế bằng hàm Y theo các biến UV omega. Và vị trí nào có Z thì các em lại thay bằng hàm Z theo UV omega. Và tiếp theo thì sẽ nhân thêm trị tuyệt đối của định thức Jacobi, định thức mà cô vừa nêu với các em. Nhân trị tuyệt đối của định thức Jacobi, và ở đây sẽ viết là du dv d omega. Đây là công thức đổi biến tổng quát trong tích phân bội 3. Bây giờ cô mời các em xem ví dụ thứ nhất về đổi biến tổng quát. Ví dụ tính thể tích của ellipsis sau đây. X bình trên A bình cộng Y bình trên B bình cộng Z bình trên C bình bé hơn hoặc bằng 1. Bài toán của chúng ta là tính thể tích của vật thể. Vật thể là hình ellipsis. Đối với bài này, chúng ta sẽ dùng công thức đổi biến tổng quát và không cần phải vẽ hình. Ví dụ đặt x bằng a nhân u, có nghĩa là x trên a bằng u. Đặt y bằng b nhân v, đặt z bằng c nhân omega. Như vậy các em thấy là x trên a là u, y trên b là v, z trên c là omega. Như vậy bất phương trình này là tương đương với u bình phương cộng v bình phương cộng omega bình phương bé hơn và bằng 1. Là ellipsoid được biến thành một cái hình cầu trong mặt phẳng UV omega. U bình cộng V bình cộng omega bình bé hơn hoặc bằng 1. Đó chính là hình cầu tâm 000 và bán kính là 1. Ellipsoid trong tọa độ đề cát XYZ sẽ được biến thành hình cầu tâm O bán kính 1 trong mặt phẳng UV omega. Khi đó ta có phương trình của ellipsoid trong không gian UV omega có dạng như sau. Đây là bất phương trình xác định ellipsoid mà trong mặt phẳng UV omega là biến thành hình cầu tâm O bán kính 1. Bây giờ ta sẽ đi tính định thức Jacobi là chứa các đạo hàm riêng của các hàm XYZ theo các biến UV omega. X là bằng A nhân U. Như vậy đạo hàm theo U là A. X là bằng A nhân U là biểu thức hàm không có chứa V và omega. Do đó đạo hàm theo V và omega đều bằng 0. Đạo hàm theo U là A. Đạo hàm theo V là 0. Đạo hàm theo omega là 0. Y là bằng B nhân V. Do đó đạo hàm riêng theo U bằng 0. Đạo hàm riêng theo V bằng B, đạo hàm theo omega bằng 0. Z là bằng C nhân omega, biểu thức không có chứa U và không có chứa V. Do đó các em tính đạo hàm riêng theo U là bằng 0. Đạo hàm riêng của Z theo V cũng bằng 0. Đạo hàm riêng của Z theo omega là bằng C. Định thức của ma trận tam giác trên. Cũng là ma trận tam giác dưới, đây là ma trận đường chéo, định thức là bằng ABC. Như vậy Jacobi là bằng ABC. Ta có công thức tính thể tích của clip trong hệ tọa độ đề cát là tích phân bội 3 của hàm bằng 1. Ở đây là vật thể clip cô ký hiệu, ellipsis cô ký hiệu là Ơ. Chỗ này ha là bất phương trình xác định ellipsoid trong hệ tọa độ đề cát. Bây giờ nếu dùng công thức đổi biến thì chúng ta sẽ có như sau. Nó sẽ bằng tích phân bội 3. Thể tích ở đây sẽ bằng tích phân bội 3 trên hình cầu tâm O bán kính 1. Đây là hình cầu trong mặt phẳng UV omega. Biểu thức hàm là 1. 1 thì các em không cần viết lại.
nhân thêm Jacobi là ABC. Trong các bất phương trình mà xác định ellipsoid thì ABC là các hằng số lớn hơn 0. Do đó trị tuyệt đối của A nhân B nhân C cũng bằng A nhân B nhân C. Và tiếp theo là DU, DV và D omega. Khi các em tính tích phân này thì ABC được xem là hằng số. Các em viết lại ABC. Như vậy tích phân như trên màn hình là sẽ bằng A nhân B nhân C nhân cho tích phân bội 3 trên hình cầu tâm ô bán kính 1, DU, DV, D omega. Như vậy là sẽ bằng A nhân B nhân C nhân cho thể tích của hình cầu. Thể tích của hình cầu tâm ô bán kính 1 như các em đã biết là bằng 4/3 BR mũ 3. 4/3 pi bán kính của hình cầu là 1, 4/3 pi nhân 1 mũ 3. Vậy thể tích của hình cầu tâm ô bán kính 1 là 4/3 nhân pi. Và đáp số của tích phân sẽ là 4/3 nhân pi nhân cho ABC. Đây chính là thể tích của ellipsoid. Thể tích của cầu, thể tích của hình cầu là 4/3 pi r mũ 3. Đối với ellipsoid thì có 3 bán kính trục là ABC. Và đáp số thể tích kem nhận xét sẽ là 4/3 pi nhân A nhân B nhân C. Như vậy là chúng ta vừa làm xong ví dụ thứ nhất về đổi biến tổng quát trong tích phân bội 3. Bây giờ cô mời các em xem tiếp một ví dụ thứ hai cũng áp dụng tính tích phân bội 3 bằng cách dùng công thức đổi biến tổng quát. Ví dụ thứ hai, tính tích phân sau đây. Tích phân trên miền omega của hàm x bình phương nhân y cộng 3 lần xyz dx dy dz trên miền omega được giới hạn như sau. X lớn hơn hoặc 1, nhỏ hơn hoặc bằng 2. X nhân y lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn hoặc bằng 2. Z lớn hoặc bằng 0, bé hơn hoặc bằng 1. Đối với bài này thì các em có thể xác định cận của x từ 1 đến 2, cận của y là từ 0 đến 2 trên x vì x dương, y là từ 0 đến 2 trên x, z là từ 0 đến 1. Các em có thể tính tích phân này trong tọa độ đề cát. Tuy nhiên bài này chúng ta sẽ áp dụng công thức đổi biến tổng quát. Ở đây sẽ đặt x bằng u, x nhân y bằng v và z bằng omega. X bằng u vì u dao động từ 1 đến 2. X nhân y bằng v vì v sẽ dao động từ 0 đến 2. Z bằng omega, omega dao động từ 0 đến 1. Đặt u bằng x, v bằng x nhân y, omega bằng z. Các em tính ngược lại, x bằng u, y là bằng v trên V trên x, v trên x là bằng v trên u, z là bằng omega. Các em viết hàm theo hướng ngược lại để các em tính đạo hàm x theo u, theo v, theo omega, tính đạo hàm riêng của y và của z theo u, v, omega. Ta sẽ tính định thức Jacobi như sau. Đây là công thức định thức Jacobi. Cụ thể như sau, đạo hàm của x theo u là 1, đạo hàm x theo v là 0, đạo hàm của x theo omega là 0, đạo hàm của y theo u, v trên u đạo hàm theo u là trừ v trên u bình phương, đạo hàm của y theo v là 1 trên u, đạo hàm của y theo omega là bằng 0. Dòng thứ ba là các đạo hàm riêng của hàm z. Đạo hàm riêng của z theo u là bằng 0. Đạo hàm riêng của z theo v cũng bằng 0. Đạo hàm riêng của z theo omega là bằng 1. Các em tính định thức này. Đường chéo chính thứ nhất bằng 1 trên u. Các đường còn lại là 0, 0. Đường chéo phụ là 0, 0 và 0. Đáp số là 1 trên u. Jacobi đã được tính xong và bằng 1 trên u. Bây giờ chúng ta sẽ xác định cận và viết lại tích phân. Đây là biểu thức chúng ta đặt
U bằng X, V bằng X nhân Y, Omega bằng Z. Mà miền Omega giả thiết cho là giới hạn bởi X từ 1 đến 2, X nhân Y từ 0 đến 2, Z từ 0 đến 1. Từ đây các em suy ra cận của U, V, Omega. Nên ta có cận của U, U chính là X từ 1 đến 2. V là bằng X nhân Y, sẽ có cận là từ 0 đến 2. Omega là bằng Z luôn, cận là từ 0 đến 1. U là từ 1 đến 2, V từ 0 đến 2, Omega từ 0 đến 1. Bây giờ chúng ta sẽ viết lại tích phân. Đây là tích phân giả thiết cho. Các em viết cận của U trước. Các em có thể viết tích phân theo biến V trước, đến U, đến Omega. Hoặc các em có thể viết tích phân theo biến Omega trước, rồi đến U, đến V, vân vân. Hoặc là ghi tích phân theo biến Omega trước, rồi đến V, rồi đến U. Vì cận là hằng số cho nên các em muốn viết tích phân theo biến nào trước cũng được. Đây là cận của biến U. Tích phân từ 1 đến 2 du. Tiếp theo là tích phân theo biến V. Tích phân từ 0 đến 2 dv. Cuối cùng là tích phân từ 0 đến 1 d omega. Biểu thức hàm x bình nhân y là x nhân y. X là u, x nhân y là v. Vị trí đầu tiên là u nhân v. 3xyz, 3 x nhân y là v, z là omega. Jacobi là bằng trị tuyệt đối của 1 trên u. Tuy nhiên u là dao động từ 1 đến 2, do đó u dương, vậy là 1 trên u cũng dương. Trị tuyệt đối của Jacobi bằng trị tuyệt đối của 1 trên u bằng 1 trên u. Các em thấy tích phân này rất là đơn giản. Cận là hằng số. Bây giờ chúng ta tính tích phân theo omega trước, rồi sau đó tính theo v, rồi sau đó tính theo u. Tích phân theo u viết lại, tích phân theo v cũng viết lại. Tích phân theo omega, các em nhân u nhân v và nhân vào 1 trên u nè. 1 trên u nhân vào vị trí đầu tiên là v. V lấy nguyên hàm theo omega là v nhân omega. 3 là viết lại. V chia u là viết lại, v chia u viết lại. Omega lấy nguyên hàm là omega bình trên 2. Thấy cận của omega là từ 0 đến 1. Các em thấy 1 vào đây. Các em thấy 1 vào omega là v. Các em thấy 1 vào omega là 3v trên 2u. 3v trên 2u. Các em thấy cận dưới vào omega là 0. Vị trí còn lại là 0. Đây là tích phân sau khi đã tính xong theo biến omega. Tiếp tục các em tính theo biến v. V, ở đây là V, đặt làm nhân tử chung. Như vậy bên trong dấu ngoặc sẽ là 1 cộng 3 trên 2U. Cô viết là 1 cộng 3 trên 2U trong dấu ngoặc. 1 cộng 3 trên 2U là hằng số. V, V và V đặt làm nhân tử chung. V sẽ có nguyên hàm là V bình phương trên 2. Các em thấy cận từ 0 đến 2. Thấy vào V ở đây sẽ là 4 trên 2 là 2. Thấy cận dưới là 0. Các em nhân số 2 vào biểu thức trong ngoặc sẽ là 2 cộng 3 trên U. Đây là sau khi tính tích phân theo biến V. Hàm số còn lại là 2 cộng 3 trên U. Và cuối cùng các em tính tích phân theo biến U. 2 có nguyên hàm là 2U. 3 trên U có nguyên hàm là 3 nhân log U, thế cận từ 1 đến 2. 2 thế vào đây là 4. 3 nhân log 2. Các em thấy 1 vào là trừ 2. Thấy cận dưới cho nên có dấu trừ, trừ 2. Trừ 3 log 1, log 1 là bằng 0. 2 nhân 2 là 4, 4 trừ 2 là 2, 2 cộng 3 log 2. Đây là đáp số của bài toán đổi biến tổng quát trong tích phân bội 3.
À, cô và các em vừa làm xong ví dụ thứ hai. Bây giờ cô giới thiệu các em trường hợp đổi biến tổng quát. À, một trường hợp đặc biệt đó là đổi biến sang tọa độ trụ. Trước hết thì cô sẽ giới thiệu tọa độ trụ là tọa độ như thế nào. Đổi biến sang tọa độ trụ. Ví dụ các em có một điểm M. Điểm M có tọa độ x, y, z. M phẩy ở đây là hình chiếu của điểm M trên mặt phẳng OXY. Điểm M phẩy này có tọa độ là x, y, 0, ở độ cao là bằng 0. Đây là hoành độ x, tung độ y, cao độ là z. Ví dụ điểm M có tọa độ x, y, z, hoành độ x, tung độ y và cao độ z. Bây giờ chúng ta sẽ đặt phi là góc hợp bởi chiều dương trục OX đến vectơ OM phẩy. M phẩy này là hình chiếu của điểm M trên mặt phẳng OXY. Phi là góc hợp bởi chiều dương trục OX đến vectơ OM phẩy. Đặt R nhỏ là mô đun của vectơ OM phẩy. Z thì vẫn giữ nguyên. Thì khi đó tọa độ R phi Z, tọa độ của điểm R phi Z. R là cái bán kính mô đun của vectơ OM phẩy. Phi là góc hợp bởi chiều dương trục OX đến vectơ OM phẩy. Z vẫn giữ nguyên. Tọa độ R phi Z được gọi là tọa độ trụ của điểm M phẩy. Đây chính là tọa độ trụ của điểm M. Tọa độ trụ của điểm M. Còn M phẩy là hình chiếu của điểm M trên mặt phẳng OXY. Cô nhắc lại một lần nữa. Nếu như điểm M có tọa độ x, y, z, đó là tọa độ đề cát và tọa độ trụ là tọa độ gì? Tọa độ trụ là tọa độ R phi z. Trước hết là các em xác định hình chiếu của điểm M trên mặt phẳng OXY. Hình chiếu của M trên OXY là điểm M phẩy. Khi đó phi sẽ là góc hợp bởi chiều dương trục OX đến vectơ OM phẩy. R là mô đun của vectơ OM phẩy và cao độ là vẫn giữ nguyên là Z. R và góc phi. À, tọa độ này được gọi là tọa độ trụ của điểm M. Khi đó, công thức đổi biến sẽ là x bằng R cos phi, y bằng R sin phi và z bằng z. Cô mời các em xem lại hình vẽ. Để chúng ta tính tại sao x lại bằng r cos phi, y bằng r sin phi. Z thì vẫn giữ nguyên, cho nên chúng ta ghi là z bằng z. Công thức này giống như tọa độ cực. Các em xem lại hình vẽ. Ở đây các em có góc này vuông. Góc này là góc vuông. Trong tam giác OXM phẩy, góc tại x là góc vuông. R cạnh màu đỏ này là cạnh quyền. Góc này là góc kề của x. Do đó cạnh góc vuông là cạnh x sẽ bằng cạnh quyền nhân cos góc kề. Cạnh huyền là R, góc kề là phi. Như vậy x là bằng R nhân cos phi. Còn tung độ y thì sao? Tung độ y là bằng cạnh xm phẩy. Y là bằng xm phẩy. Xm phẩy cũng là cạnh góc vuông nhưng nó nhìn góc phi. Góc phi được xem là góc đối diện của cạnh xm phẩy. Như vậy tung độ y bằng xm phẩy là bằng cạnh quyền nhân sin góc đối. Xm phẩy là bằng r nhân sin phi. Do đó các em có là x là bằng r nhân cos phi, y là bằng r nhân sin phi. Còn z thì vẫn giữ nguyên, cao độ là z giữ nguyên. Đây là công thức đổi biến. Nếu như bây giờ các em xem x là một cái hàm heo ba biến r phi z, y là một hàm heo ba biến r phi z, z là một hàm heo ba biến r phi z, các em sẽ tính được định thức Jacobi
của các hàm x, y, z theo các biến r, phi và z. Như vậy đổi biến sang tọa độ trụ. Để chuyển tích phân bội 3 trong tọa độ đề các vuông góc sang tọa độ trụ thì ta sẽ cần thay x bằng r cos phi, y bằng r sin phi, z bằng z. Thay x, y, z vào biểu thức fx, y, z, đây là biểu thức dưới dấu tích phân, và thay cái yếu tố thể tích dv là bằng dx nhân dy nhân dz. Bây giờ sẽ không viết là dx, y, dz nữa mà sẽ được thay là bằng r nhân dr d phi dz. Các em thấy là có thêm chữ r ở đây. D phi dr dz là ba biến. R là gì? R chính là trị tuyệt đối của định thức Jacobi, sẽ được tính như sau. Đây là công thức. Đạo hàm x theo r, đạo hàm x theo phi, đạo hàm x theo z. Dòng đầu tiên là đạo hàm của hàm x, dòng thứ hai là đạo hàm của hàm y, dòng thứ ba là đạo hàm của hàm z. Cụ thể ta có như sau. X là bằng r nhân cos phi, do đó đạo hàm theo r là bằng cos phi. Đạo hàm theo phi là r giữ nguyên, cos phi đạo hàm là trừ sin phi. X bằng r cos phi, do đó đạo hàm theo z là bằng 0. Tương tự các em tính dòng thứ hai. Y là bằng r nhân sin phi, đạo hàm theo r là sin phi. Đạo hàm theo phi là r giữ nguyên, sin phi đạo hàm là cos phi, đạo hàm theo z là 0. Dòng thứ ba, z là bằng z, do đó đạo hàm theo r là bằng 0. Đạo hàm theo phi cũng bằng 0, đạo hàm theo z là bằng 1. Nếu các em dùng công thức khai triển theo dòng, dòng thứ ba. Còn nếu các em dùng công thức khai triển theo cột để tính định thức thì dùng cột thứ ba, khai triển theo cột 3. Nói tóm lại là định thức cấp 3 này sẽ bằng định thức cấp 2, gồm có cos phi trừ r sin phi, sin phi trừ r cos phi, bằng định thức cấp 2 này. Như vậy là sẽ bằng r cos bình phương phi trừ với trừ là cộng r sin bình phi. R cos bình phi cộng r sin bình phi, vậy đáp số là bằng r. Tóm lại là Jacobi, đạo hàm của các hàm x, y, z theo các biến r, phi, z là bằng r nhỏ. R là modul của một vector OM phẩy, do đó r phải không âm. Và trị tuyệt đối của Jacobi vẫn bằng r. Đó là lý do tại sao khi mà đổi biến sang tọa độ trụ thì các em nhân thêm biến r nhỏ. Đổi hàm x, y, z sang theo các biến mới là r, phi, z và nhân thêm trị tuyệt đối của Jacobi, nhân thêm r nhỏ và tiếp theo là d phi dr dz. Các em xem lại công thức như sau. Chỗ nào có x, chúng ta thế là r cos phi. Chỗ nào có y thì chúng ta sẽ thế là r sin phi. Và chỗ nào có z thì các em giữ nguyên, nhân thêm trị tuyệt đối Jacobi là r nhỏ, d phi dr dz. Đây chính là công thức đổi biến sang tọa độ trụ. Công thức của x và y là các em nhận xét là giống như đổi biến sang tọa độ cực. Biến z thì giữ nguyên. Jacobi này là bằng cái giá trị của Jacobi khi đổi biến sang tọa độ cực trong bài tính tích phân bội 2. Ví dụ tính thể tích của vật thể được giới hạn bởi các mặt cong sau đây. Mặt thứ nhất là z bằng x bình cộng y bình phương, và mặt thứ hai là z bằng 2. Z bằng căn x bình cộng y bình. Các em có nhớ là phương trình của mặt cong này mang tên là gì hay không? Đây là phương trình của mặt nón bậc 2. Tuy nhiên là z bằng căn x bình cộng y bình là lớn hơn hoặc bằng 0, do đó các em chỉ lấy nón
À, lấy mặt nón tròn xoay mà lấy nón phía trên mặt phẳng OXY, Z là không âm. À, đây là phương trình của mặt nón tròn xoay. Và mặt thứ hai đó chính là mặt phẳng Z bằng 2. Như vậy bài toán của chúng ta là tính thể tích của vật thể giới hạn bởi một cái mặt nón và một cái mặt phẳng. Bây giờ cô mời các em xem hình vẽ minh họa. À, khối omega được giới hạn bởi mặt nón và mặt phẳng như sau. Và lưu ý để tính thể tích của vật thể á, thì các em cần tính tích phân của cái hàm là bằng 1. Nếu như mà chúng ta tính trong tọa độ đề cát, thì tính tích phân của hàm bằng 1, dx, dy, dz. Còn nếu như đổi biến sang tọa độ trụ thì sao? Nếu đứng tọa độ trụ thì các em cần nhân thêm cái trị tuyệt đối của Jacobi. Là các em cần nhân thêm r nhỏ ở đây, và không phải là dx đi dz mà là d phi dr dz. Cô lưu ý khi đổi biến sang tọa độ trụ thì chúng ta sẽ đặt x bằng r cos phi, y bằng r sin phi, z bằng z. Và công thức tính thể tích sẽ là ở đây là r, d phi dr dz. Các em nhớ là nhân thêm trị tuyệt đối của Jacobi. Và bây giờ cụ thể hình vẽ của vật thể giới hạn bởi mặt nón và mặt phẳng z bằng 2. Đây là mặt nón. Z bằng căn bậc 2 của x bình cộng y bình. Mặt nón này là z không âm ha. Từ phương trình các em suy ra là z không âm. Do đó là mặt nón này là nằm phía trên mặt phẳng OXY. Z bằng 2. Mặt phẳng này giới hạn mặt nón đến đây. Mặt nón bị giới hạn bởi mặt phẳng Z bằng 2. Như vậy vật thể là được giới hạn bởi hai mặt. Giới hạn dưới là mặt nón. Giới hạn trên là mặt phẳng. Như vậy các em thấy rõ ràng là Z nó sẽ dao động từ đâu đến đâu. Trên cái khối này là Z dao động từ đâu đến đâu. Z sẽ dao động từ căn x bình cộng y bình cho đến 2. Mũi tên này là chỉ sự biến thiên của biến Z. Chỉ sự biến thiên của cao độ Z. Z lớn hơn hoặc bằng x bình cộng y bình, bé hơn hoặc bằng 2. Hình chiếu của khối omega xuống mặt phẳng OXY sẽ là hình gì các em? Hình chiếu omega xuống mặt phẳng OXY sẽ là hình gì? Hình tròn. Chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy là hình tròn. Tâm ô và bán kính bao nhiêu? Để xác định được thì các em xét cái đường tròn giao tuyến này. Nó sẽ nằm trong mặt phẳng Z bằng 2 và nó cũng thuộc mặt nón Z bằng căn X bình cộng Y bình. Các em xét hai phương trình này. Thế Z bằng 2 vào đây, suy ra X bình cộng Y bình bằng 2 bình phương là bằng 4. Do đó bán kính của đường tròn giao tuyến là bằng 2. Như vậy hình chiếu của omega xuống mặt phẳng OXY là hình tròn tâm ô bán kính 2. Nhìn vào khối omega, các em xác định được cận của Z là từ căn của X bình cộng Y bình cho đến 2. Đó là cận của Z. Và hình chiếu của omega xuống mặt phẳng OXY là hình tròn tâm ô bán kính là 2. Nếu như bài này đổi biến sang tọa độ trụ thì các em sẽ đặt x bằng r cos phi, đặt y bằng r sin phi và z giữ nguyên. Dựa vào hình chiếu thì các em xác định được cận của phi là từ 0 đến 2 pi, cận của r là từ 0 đến 2. Và dựa vào khối omega thì các em đã biết là Z dao động từ căn X bình cộng Y bình đến 2. Căn X bình cộng Y bình là căn của R bình phương là R. Như vậy Z là từ R đến 2. Cận của phi, cận của R, cận của Z. Và để tính thể tích của vật thể trong tọa độ trụ thì chúng ta tính tích phân bội 3 của hàm là R, d phi dr, dz. Bài toán này các em sẽ xem kỹ lại hình rồi suy nghĩ tại sao chúng ta xác định cận của phi R
và cận của Z và sau đó các em sẽ tính tích phân. Ở bài học tiếp theo thì cô sẽ tính lại cái đáp số của tích phân này. Các em về nhà các em làm trước. Và tiếp tục thì cô sẽ cho thêm nhiều ví dụ về tính tích phân bội 3 trong tọa độ trụ. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Thân mến, chào tạm biệt.